sẽ báo cáo rất là nhanh. Phần có cái phần mở đầu, có cái phần mà tôi nói cái quan trọng nhất có các vấn đề này thì tôi sẽ nói là vấn đề dược lực học và cái dược bất học nó chuyển hóa như nào ở trong gan, và thứ ba là cái biến chứng. Hiện nay cái quan điểm mới nhất là vấn đề về cái biến chứng của gây tê như thế nào. Nói ba phần này chính, còn những phần khác thì tôi đi rất nhanh. Thuốc tê thì đây là một thuốc được sử dụng nhiều nhất ở trong nha khoa, đặc biệt là trong từ cái chẩn đoán cho đến điều trị các cái thủ thuật ngoại khoa, như là đơn giản nhất là phẫu thuật miệng, nội nha, vân vân, thì chúng ta đều phải sử dụng thuốc tê. Đặc biệt là trong ngày nay trong cái chẩn đoán, một số những chẩn đoán về đau người ta sử dụng nhiều, và vì thế nó vẫn, thuốc tê thì vẫn được liệt vào một cái loại thuốc dùng trong nha khoa có biến chứng. Và cái biến chứng hiện nay thì người ta có cái quan niệm mới về nó, có đặc biệt là người ta nói đến là cái ngộ độc thuốc tê. Người ta nói về cái ngộ độc thuốc tê, còn cái sốc phản vệ thì người ta đề cập đến, nhưng đề cập nó ở một cái trường hợp mà nó khác, quan trọng nhất là cái sốc thuốc tê. Vì thế cho nên là cần được hiểu nó về bản chất của nó và cách sử dụng thuốc tê như thế nào để cho an toàn. Thuốc tê thì lịch sử của nó rất lâu đời, từ thế kỷ thứ 19 và đến nay thì nó đã phát triển rất là hoàn thiện. Thuốc tê thì cái công thức của nó có ba nhóm, cái nhóm mà cái vòng thơm cho đến cái vòng trung gian, cho cái nhóm amin, cái vòng cái nhân thơm và cái nhân nhầm mà nó quyết định là đi qua được cái mảng tế bào. Cái nhóm trung gian là quyết định về tiềm lực của thuốc tê, và cái nhóm amin kia là nó quyết định là nó tan trong mỡ và tan trong nước, cho nên nó quyết định cái thời gian tê nhanh nhất. Cho nên chúng ta là nắm được cái này để chúng ta biết là cái loại thuốc tê nào là nó tê nhanh và cái tiềm năng thuốc tê. Đây là cái nhóm công thức khoa học về cái phân loại theo cấu trúc khoa học thì nó có cái loại ester và có loại amin, và theo cái thuốc co mạch là có thuốc co mạch hay không có thuốc co mạch. Chúng ta cái này cho nên phải đọc kỹ ở trên cái ống thuốc tê nó là cái loại gì, và có những hãng người ta đề chữ theo cái ester hay amin mình bậy, và tại sao chúng ta lại phải phân biệt là ester amin. Phân loại cấu trúc khoa học thì đây chúng ta thấy là cái chữ mà cái gọi là cái amin thì ta thấy là nó có cái lidocaine này, là acticaine, vân 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 vân. Còn bên này thì nó có một số những cái loại như là procaine, cocaine, procaine, benzocaine, tetracycline, cái này là thuốc tê bôi nhiều. Nhưng mà đặc biệt chú ý là cái công thức hóa học như này, amin hay là ester, thì cái amin này nó cái chuyển hóa chủ yếu tại gan, cái gần đây là chuyển hóa chủ yếu tại gan. Và cái acticaine này thì chuyển hóa chủ yếu là nhờ vào cái enzyme và cái nó gọi là cái cholesterase. Đây là cái chuyển hóa nhờ cái men này. Thế còn cái ester này thì nó lại chuyển hóa chủ yếu là ở tại huyết tương, cho nên là nó có gây dị ứng hay là gây độc cao như cái này. Thì chúng ta phải chú ý là xem là cái loại thuốc tê này nó chuyển hóa ở đâu. Và do cái công thức hóa học thì chúng ta coi một số cái tên như thế này. Thuốc tê thì về cái dược lực học của nó, của thuốc tê thì nó có là nó tê nó ảnh hưởng, nó trực tiếp nó tác dụng vào cái thần kinh ngoại biên, thần kinh trung ương, tác dụng vào tim mạch và tác dụng vào các cái mô khác. Nó cho nên là nó có những cái trong cái phần biến chứng sẽ nói rõ như thế này, tức là cái cơ chế tác động của thuốc tê thì chúng ta đã biết rồi, nên là nó phải về một cái đường dẫn truyền đau có ba cái chặng. Thứ nhất là về cái từ cái nơi chích cho đến qua cái dây thần kinh năm, nó đến cái tủy sống, là cái chặng thứ nhất, qua cái hạch qua cái hạch cắt xe này, sau đó đến tủy sống đốt sống hai cổ, sau đó chặng hai là từ đốt sống hai cổ đi lên đến đồi não, và chặng ba là từ đồi não lên vỏ não. Và cái này cho biết về cái nhận biết đau và cái phản ứng lại đau ở cái vỏ não, đồi não, đấy là cái quy trình. Thì thuốc tê nó có tác động là sẽ ngăn cản tất cả những cái dây chuyền này. Cơ chế tác động của thuốc tê thì nó vào là ức chế về cái sự dẫn truyền, và nó không dẫn truyền trên cái vỏ não. Đây là cái cơ chế dẫn truyền qua cái dây thần kinh, tức là qua dây thần kinh thì cơ chế của dây thần kinh là nó gồm có cái sợi trục và các cái màng tế bào thần kinh, thì nó ngăn cản không cho làm sao để nó giữ cho cái trạng thái phân cực, tức là như chúng ta đang ngồi đây thì đang trạng thái phân cực, tức là trong âm ngoài dương. Đây là một số những tác dụng trên màng tế bào và tác dụng lên trên cái cụ thể protein, tức là tác dụng ở trên cái synapse.
một số cái này đây là một cái dây thần kinh và nó tác dụng vào như thế nào. Đây là thế nó tác dụng thì các cái đặc tính nào để nó làm thay đổi một trong những cái thông số trên, tức là làm thay đổi về cái sự dẫn chuyển đau nãy về công thức tôi đã nói các loại amin thì chuyển hóa trên trong gan và cái esten chuyển hóa ở huyết tương và nó chuyển hóa như thế thì nó đào thải như thế, nhưng mà khi nó vào trong mô thì nó tác động như thế nào thì nó phụ thuộc vào các cái yếu tố như thế này. Đó là cái pk, là cái pk ở trên pk thì là cái tính axit người ta sản xuất, người ta để cái pk không để ph, người ta pk của thuốc tê là nó khoảng từ 3,3 đến 4,5, ngày nay người ta sản xuất được cái ph đấy của là cái pk ở thuốc tê. Và cái đặc tính của nó là tan ở trong mỡ, tính gắn kết protein và cái cơ chế phân hủy. Đây là những cái mà người ta rất là quan tâm đến liên quan đến cái công thức và cái pH và cái chất lượng cái thuốc co mạch có không ở trong thuốc co mạch. Hiện nay thì như bản thân tôi thì tôi vẫn dùng là cố gắng dùng cái loại thuốc có thuốc co mạch, thuốc tê có thuốc co mạch tốt hơn. Đây là một số những cái chuyển hóa khi mà từ thuốc tê vào đến cơ thể và nó gọi là bán phân hủy và hay là nó gọi là bất hòa đối với lại các một số các loại thuốc tê khi ở cái môi trường pH nó như thế nào, 50%, 60% hay là các loại khi mà cái đây là cái độ pH trung bình của cái cơ thể và đây là của cái ống thuốc tê và đây của cái những môi trường xung quanh, ví dụ như người ta bị càng bị viêm càng bị có mủ thì cái độ pH ở cái môi trường cái càng thấp nó là càng axit cho nó chất nó khó tê. Nhưng mà đây là cái pH này là cái pH của ống thuốc tê, cái pH này là cơ thể khi chích vào thì cái thuốc tê này nó phải đi dần đến cái pH này thì nó mới có tác dụng. pH của thuốc tê từ 3,3 và nó chuyển dần lên đến 7,4 và cái thuốc không có chất co mạch thì cái pH của nó gần trung tính, cho nên người ta vẫn thích là sử dụng cái thuốc có thuốc co mạch thì nó có tăng cái tiềm lực của thuốc tê luôn. Cái thuốc có cái tác nhân co mạch là pH gần bằng 4,5. Càng pH càng pH là cái thuốc tê càng gần cái pH của cơ thể thì càng ít đau hơn. Ví dụ như là người ta ngày nay người ta sản xuất, ví dụ như là chích vitamin C là rất đau bởi vì cái pH của nó là thấp, cho nên khi người ta chích vitamin C thì rất là đau. Và cái này người ta cố gắng người ta sản xuất thuốc tê thì tăng cái độ pH lên và ngày nay đang được từ 3,3 đang tăng lên đến 4,5 và 5. Cho nên là khi coi trên ống thuốc tê thì xem cái độ pH của cái ống thuốc tê bao nhiêu, người ta có thể là pKa hoặc là pH. Cái dịch động học của thuốc tê, tức là cái sự hấp thu và cái phân bố của thuốc tê nó như thế nào, thì quan trọng nhất là phân bố của thuốc tê là cái vùng bị chích tê thì nó có cái mạch máu hay là có cái máu hoặc là có mạch máu thì nó ở cái mô mỡ, nó tan vào cái mô mỡ của mô cơ thì cái này nó rất là chậm, và nếu nó có cái thuốc co mạch thì nó lại càng chậm lên. Và nhưng nó ở nhanh thì nó ở cái mô não, mô cơ tim và phổi và gan, những cái mô mà quý phái ở của cơ thể thì nó lại rất là nhanh, nó nhanh với lại cái thuốc tê. Cho nên cái ngộ độc của người mà có bản cơ địa ngộ độc của thuốc tê thì rất là nhanh lên, nhanh nhạy những cái này chúng ta chú ý cái đó. Đây là cái chuyển hóa từ cái cơ thể, từ cái nơi là huyết tương cho đến gan rồi đến đào thải ra thận thì nó chuyển hóa như thế nào. Đầu tiên là khi là đây là cái môi trường của cái mô bên ngoài, đây là cái chuyển hóa ở cái mạch máu, tức là khi có huyết tương vào gan, và đây là cái dây thần kinh để nó cái chỗ nó đón nhận gây tê và giật là như thế nào, và khi thuốc tê nó tác động như thế nào khi bắt đầu chích. Bình thường cái luồng thần kinh đang được dẫn truyền bình thường, đang luồng thần kinh đang được dẫn truyền qua các cái ran VA bình thường của cái trục sợi thần kinh, nhưng khi chích vào khi dẫn vào bình thường khi gây tê tại chỗ thì cái pH của cơ thể đang là 7,4, khi mà những cái thuốc tê này, cái thuốc kia khi chích vào cái loại thuốc tê thì dùng như là anesthetic này thì cái pH của nó chích cái tại chỗ này thì pH của cái thuốc tê nó khoảng 4 thôi, cái pH chỉ nó khoảng 4. Nhưng sau khi nó làm thế nào, nó ion hóa, nó phân hóa thì nó cho ra cái loại mà thì nó tăng dần cái pH lên, pH từ 0,4 từ tăng lên đến 6, pH bằng 6, pH bằng 7,4 thì bắt đầu khi cái thuốc tê nó vào cái chỗ mô mỡ và cái mô nước có nước rồi thì nó tăng lên cái pH lên
bản thân thuốc tê ion hóa và tăng cái pH lên. Và pH bắt đầu khi mà đạt được cái pH của cơ thể rồi thì bắt đầu nó tác động, nó ngăn cản, nó gây duy trì cái tái phân cực, có nghĩa là ở trong cái màng tế bào duy trì, chúng ta đang ngồi này đang bình thường thì nó duy trì cái tái phân cực đó, là trong âm ngoài dương nó duy trì nguyên như thế, không có thay đổi, không có cực. Và khi nó tác động rồi, khi nó tác động thì nó ngăn chặn cái luồng thần kinh thì nó bắt đầu tê, và bắt đầu cái tê đấy là cái bắt đầu cái tiềm lực thuốc tê. Lúc này là cái nhóm amin nó hoạt động, là cái tiềm lực của thuốc tê thì nhóm amin quyết định. Đấy, nó ngăn chặn được bắt đầu tê, có nghĩa là ngăn chặn cái luồng thần kinh thì bắt đầu tê rồi. Nhưng khi sau đó thì nó lại hàn nguyên trở lại và cái dây thần kinh lại hoạt động bình thường trở lại, và bắt đầu nó lại trở về cái chu trình. Thế nó thải đi như thế nào? Thải thuốc tê từ các dây thần kinh, từ cái mô xung quanh thì bắt đầu đi vào mạch máu, và đây là cái phân tử, đây là cái phân tử thuốc tê. Và sau đó thì đó là có những loại ví dụ như là cái đa loại bây giờ là điển hình nhất là cái của cái septrum thì nó có sản xuất ra cái acticaine thì nó bất hoạt ngay trước gan, tức là ở mạch máu bất hoạt trước gan, cho nên là đây là bất hoạt trước gan. Nhưng mà có những loại như lidocaine thì nó lại bất hoạt ở trong gan, cho nên cái này nó hại. Tức là chúng ta nói là những cái nào mà nó bất hoạt trước gan thì sử dụng cho những người mà có vấn đề về gan, như về sơ gan, về men gan cao thì người ta sử dụng cái loại bất hoạt trước gan. Còn nếu những người gan tốt và thận tốt và vấn đề tim mạch không có vấn đề gì thì người ta sử dụng cái lidocaine 2% hay là 4%, nó có thể nó và bất hoạt ở trong gan nhưng nó không hại gan. Đấy là những cái mà chúng ta cần biết để mà sử dụng cái thuốc tê cho nó phù hợp với từng bệnh nhân. Tác dụng toàn thân thì đấy là tác dụng toàn thân thì ở đây thì có là chú ý là về cái nó tác động vào cái hệ tim mạch và tác động vào cái hệ thần kinh trung ương. Cái nguyên nhân của nó là sử dụng quá liều chích vào cái mạch máu và tốc độ chích quá nhanh, hay là khả năng chuyển hóa thải trừ của bệnh nhân thì khả năng chuyển hóa chậm. Cái nồng độ rồi cũng như tác dụng của thuốc tê trên hệ thần kinh trung ương thì đây là nó có cái chú ý là tác động lên thần kinh trung ương thì nó có cái pha, có hai cái pha, khi quá liều nó có hai cái pha, pha kích thích và cái pha ức chế. Pha kích thích thì hồi hộp, lo sợ, hưng phấn, co giật các cái cơ, và tất cả những cái này khi có cái pha này thì ta phải chống cái trường hợp này, thì chống những thì phải có thuốc để mà giải mã, để mà giải những cái trường hợp này. Thế khi mà pha ức chế rồi thì nó suy thần kinh trung ương, lơ mơ, giảm huyết áp và giảm nhịp tim. Những cái này nó kéo theo cái thời gian, đây là cái pha mà quá liều người ta, cái những cái này nó vẫn là độc, độc của cái thần kinh. Đây là tăng về cái mô thần kinh trung ương, tác động lên hệ tim mạch, tác động lên hệ tim mạch thì nó nhạy cảm hơn cái hệ thần kinh, nó ít nhạy cảm hơn cái hệ thần kinh, và nó khi nó quá liều thì nó giảm cái dụng truyền, thì nó có giảm co bóp tim, trụ tim mạch, đa số thuốc tê giãn mạch, tăng cái nồng độ trong cái máu và nó tăng cái ngộ độc, cho nên người ta phải từ từ cho nên vì thế cho nên là người ta bổ sung thêm cái chất co mạch của bệnh. Thuốc co mạch, nếu có thuốc co mạch thì nó một số những tác dụng của thuốc co mạch chúng ta đã biết, làm giảm lượng máu tới nơi chích để tăng hiệu quả về thời gian tác dụng, nhưng mà cái giảm chảy máu tại chỗ, nhưng tác dụng phụ của nó rất nhiều, do nó hồi hộp, nhức đầu. Cho nên những cái triệu chứng mà ngộ độc thuốc tê thì quay chừng xem thuốc tê nó có cái chất co mạch hay không. Hệ tim mạch thì tăng huyết áp đầu tiên, nhịp tim tăng, đau thắt ngực, nhưng mà sau đó chuyển hóa thì oxy ở các mô thì nó giảm cái chuyển hóa. Một số những kỹ thuật gây tê, đây là lát thì tôi sẽ nói về cái biến chứng, nhưng mà kỹ thuật gây tê ngày nay thì cái chuẩn vàng là cái ống thuốc tê nha khoa là cái chuẩn vàng, và ngày xưa thì người ta dùng giống như là ống các cái liều thuốc tê mà đa lọ đa liều thì nó không thích hợp với cái đặc thù nha khoa. Đa liều là một cái lọ rất lớn, sau đó người ta sạc ra, người ta làm chia ra từng ống nhỏ, thì vấn đề đó nó có một cái là không có lợi đối với lại thì hiện nay là không thích hợp trong thực hành nha khoa, không thể đóng gói được, theo vỉ được, và không thể quan trọng nhất vẫn là không thể là thích nghi với cái kỹ thuật khúc ngược. Đây là cái liều đa liều mà chúng ta sạc vào những cái ống chích nhỏ. Thuốc tê mà cái thuốc tê dạng ống thì nha khoa hiện nay là chuẩn vàng, và cái trong cái quy trình thuốc tê hiện nay sử dụng liều duy nhất so với cái liều hiện nay, và hiện nay thì các cái chuyên khoa ngoại khác
người ta sử dụng cái thuốc này rất là nhiều, nhất là về thẩm mỹ vùng mặt và thẩm mỹ toàn cơ thể, người ta sử dụng thuốc tê này rất nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu là cái thường chứa cái thuốc tê đa liều thì vì nó thường chứa cái chất bảo quản là cái chất paraben này, chất này là cái chất người ta khuyến cáo là không được dùng vì nó là cái gây tê, nó trong gây tê thì nó là những cái dị ứng và cái độc nhiều thì phải paraben chất bảo quản này. Cho nên khi coi trên ống thuốc tê hay coi trên vỉ thuốc tê trong cái hộp thuốc tê đó, người ta coi người ta có để cái chất bảo quản là cái chất là paraben này không. Cái chất bảo quản về cái đường chúng ta thì cái chất bảo quản người ta có nói là chìa khóa để sử dụng, tức là chìa khóa để sử dụng cái thuốc có cái paraben này, nó lại là có một tác dụng là nó vô trùng rồi nó giữ cho cái thuốc tê được lâu hơn vân vân. Nhưng mà ở cái hội trong cái hội sức khỏe gây mê của Hoa Kỳ thì người ta khuyến cáo các tác giả là trong khi việc dị ứng đối với việc uống thuốc tê thì nó tương đối là tương đối hiếm, cái dị ứng mà phản ứng phản vệ đối với thuốc tê tương đối hiếm có thể xảy ra dị ứng bất kỳ cái thành nào của thuốc tê. Nhưng mà tóm lại là nó dị ứng thì người ta nói là nó do cái chất bảo quản paraben. Cho nên ngày nay người ta sử dụng, người ta sản xuất cái thuốc tê nha khoa ống một ống duy nhất, liều duy nhất để người ta không có sử dụng cái chất bảo quản này vào trong nữa. Mà nếu mà có hãng nào sử dụng chất bảo quản này thì chúng ta phải coi, thì cái hãng đó phải chịu trách nhiệm ghi tên có cái chất bảo quản paraben này vào trong cái ống thuốc tê để người ta kiểm soát về cái dị ứng. Vô khuẩn là quan trọng nhất, nhưng mà ngày nay người ta vẫn phương pháp sản xuất hiện nay là người ta không có sử dụng cái thuốc bảo quản chất bảo quản đó nữa. Đây là một số những cái quy trình để sản xuất ống tê và cái thuốc co mạch hiện nay là nó cũng có tác dụng. Tôi nhắc lại là tôi vẫn thích cái thuốc tê dùng sử dụng cái thuốc có thuốc co mạch.